Lưu Đức Hoa nhớ nhà, buồn chán vì bị cách ly một mình. Đối với một người được mệnh danh là người đàn ông làm việc chăm chỉ nhất trong giới showbiz, Lưu Đức Hoa bày tỏ mệt mỏi, buồn chán nhưng vẫn cố gắng thích nghi để chuyển năng lượng tích cực đến mọi người. Thiên Vương 59 tuổi gần đây đã đăng một video trên Douyin của mình. Đây là tài khoản mạng xã hội cá nhân đầu tiên của anh. Và trong video này, anh đã kể chi tiết trải nghiệm của bản thân những ngày anh bị cách ly tại một khách sạn. Cảm giác không tốt, Lưu Đức Hoa nói. Clip với độ dài gần 3 phút được tài tử đặt tên với tựa đề Trải nghiệm thú vị của Lưu Đức Hoa. Tài tử gọi những ngày cách ly là khổ sở nhưng để trải nghiệm. Được biết Thiên Vương Làng Nhạc quay đoạn clip này vào tháng 11 năm 2020, thời điểm anh đến Thâm Quyến công tác và cách ly theo yêu cầu. Tài tử tỏ ra lo lắng, mệt mỏi vì nhớ nhà và không quên cảm giác sinh hoạt một mình trong phòng kín. Thú vị có lẽ là một cách diễn tả ngược cảm xúc của Lưu Đức Hoa trong thời gian bị cách ly. Trên thực tế, trông anh hoàn toàn đau khổ, anh cũng tỏ ra rất thất vọng. Cảm giác này thực sự tệ, tôi cảm thấy nhớ nhà, nhớ không khí ngoài kia và ước mình mau thoát khỏi nơi này, Lưu Đức Hoa chia sẻ. Trong suốt đoạn clip, có thể thấy Lưu Đức Hoa thường xuyên cau mày và mím môi rất nhiều và thường nhìn ra cửa sổ phòng, rõ ràng ước rằng mình đang ở một nơi khác. Cuộc sống cách ly của Lưu Đức Hoa cũng khiến khán giả ngạc nhiên về sự khiêm tốn trong đời sống của anh, đặc biệt là đối với một ngôi sao tầm cỡ như Lưu Đức Hoa thì càng ngạc nhiên hơn. Những ngày trong khách sạn, Lưu Đức Hoa duy trì thói quen hít đất, tập thể dục trên máy chạy bộ, anh cũng dành thời gian viết nhật ký, sáng tác nhạc và lên ý tưởng live show để chuẩn bị họp bàn cùng ekip. Lưu Đức Hoa sau đó cũng gửi lời động viên đến những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch và hy vọng mọi người ý thức giữ gìn sức khỏe nhằm đẩy lùi dịch bệnh. Theo Lưu Đức Hoa, anh có một lịch trình cố định hàng ngày bao gồm chạy trên máy chạy bộ, đo nhiệt độ và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù hầu hết mọi người có thể coi cách ly là thời gian để nghỉ ngơi, nhưng rõ ràng Lưu Đức Hoa không phải là một trong số đó. Lưu Đức Hoa là một trong những ca sĩ bị tổn thất nặng nề bởi Covid-19. Tờ Sina từng thông tin anh có 12 show diễn tại Hồng Kông, nhưng toàn bộ buổi diễn bị hủy bỏ hoàn toàn do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, các hoạt động âm nhạc tại Đại Lục và phát hành MV của anh cũng bị ngưng trệ. Theo ước tính, anh thiệt hại khoảng 70 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 200 tỷ đồng. Hiện tại Lưu Đức Hoa đang cùng các cộng sự tiến hành các dự án âm nhạc, dự kiến tái xuất vào tháng 4. Bên cạnh đó, tác phẩm điện ảnh Sóng Giữ Hai ra mắt cuối năm 2020 đánh dấu sự trở lại của tài tử đối với khán giả màn ảnh rộng. Thời gian gần đây, Thiên Vương Hồng Kông bận rộn tham gia sự kiện và chuẩn bị cho nhiều dự án mới. Lịch trình dày đặc khiến sức khỏe nam diễn viên suy giảm. Theo Sina, Thiên Vương Hồng Kông trông khá mệt mỏi, hốc mắt trũng sâu, gương mặt phờ phạc. Truyền thông Trung Quốc cho biết lịch trình dày đặc trong nhiều ngày khiến tài tử không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ để phục hồi thể trạng. Khoảnh khắc Lưu Đức Hoa đeo kính đọc bản thảo, tôi biết anh ấy đã có tuổi rồi, năm sau là anh ấy bước sang ngưỡng tuổi 60, một khán giả bình luận. Trả lời phỏng vấn của truyền thông về vấn đề tuổi tác có hay không gây cản trở đến sự nghiệp, Thiên Vương cho biết, với tôi đó cũng là một vấn đề khá nan giải. Khi mọi người nói bạn không trẻ nữa, đồng nghĩa với việc bạn đã già. Thật khó để tìm kiếm một vai diễn có tính đột phá khi đã luống tuổi. Theo Quy Quy, Lưu Đức Hoa vẫn giữ được sức hút lớn, anh là tâm điểm tại Kim Kê năm 2020. Không chỉ khán giả mà lớp nghệ sĩ đàn em cũng săn đón, mong muốn có được bức ảnh chụp cùng sao nam gạo cội tại các sự kiện anh góp mặt. Hiện tại Lưu Đức Hoa bận rộn chuẩn bị cho các dự án âm nhạc và phim ảnh mới để tái xuất vào đầu năm 2021. Tác phẩm Sóng Giữ Hai chứng kiến màn tái ngộ sau 18 năm trên màn ảnh rộng của nam diễn viên và tài tử Lưu Thanh Vân. Lưu Đức Hoa đóng vai một nhân vật có địa vị tầm cỡ thế giới, hoán đổi danh phận với một diễn viên lận đận. Bất Hạnh do Tiêu Ương thủ diễn, bộ phim có cốt truyện hấp dẫn, kịch tính, hành động mãn nhãn, diễn xuất chất lượng của dàn diễn viên hạng A được khán giả và giới phê bình đánh giá khá tốt.